Ok, bây giờ mình trước hết mình phải hướng dẫn cách nấu cơm sushi cần thiết nhất đó, giữa gạo nha. Mình bây giờ mình giữa gạo chứ. Gạo này là gạo Nhật, gạo kêu là medium grain đó, gạo trung bình đó là gạo Nhật nha nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu rửa gạo. Cần thứ nhất là mình phải vo gạo vô 10 lần, 10 lần nước, tại vì vo cho nó rửa hết cái chất cám đó, nấu gạo đó, nó mới dẻo dai, nó ăn mới ngon. À không, mấy bạn thấy cái nước, nước đục như nước như cái sữa vậy đó. Không, mình giữa mình không có cần chà vậy nha mấy bạn, mình chà vậy nó bị gãy hết mấy hột gạo, nó không có ngon, chỉ giữa vậy thôi, ít nhất là 10 lần nha, giữa. Thấy không, cái nước nó còn đục giống như là sữa uống, sữa em bé vậy. Ok, bây giờ gạo này mình rửa sau khi rửa 10 lần rồi đó, nó sạch vậy đó. Thấy không, thấy cái nước nó trong không, nước 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 hồi nãy mình rửa nè, không, nó giống như sữa. Mình rửa xong không có nấu thì mình phải đợi ngâm 2 tiếng đồng hồ sau mới nấu. Ngâm cho cái gạo nó nở, mình nấu á, cơm nó chín đều, cái gạo cơm nó chín đều, ăn dẻo, ăn ngon lắm. À, cái này là gạo mình mới rửa mà chưa chưa ngâm nha. Cái chưa ngâm là vậy. Còn này ngâm ngâm nó nở rồi là vậy nè, thấy không? Thấy nó khác nhau không? Cái này là ngâm 2 tiếng sau á, cái này là chưa ngâm. Ok, bây giờ mình phải ngâm 2 tiếng sau mình nấu nha. Ok. Trước sau khi mình nấu xong cái cơm á, mình phải chọn giấm. Cái giấm này á là seasoning, là nó pha với đường với muối rồi mình xài luôn, mình không có cần pha gì hết. Nãy mình rửa bốn bốn lon gạo thì mình cần một lon giấm vậy thôi. Còn mà ai mà không mua được cái này nó pha rồi nè, cái này màu cam là nó pha rồi, seasoning, mua không được cái giấm này á, thì mua cái giấm nguyên chất, cái này giấm nguyên chất á, này không có trộn muối với đường. Nếu mà mua cái này về, mình phải trộn khoảng 40% đường, 5% muối. Ok, nếu mà không mua được cái loại này, nếu mà mua được loại này thì tốt rồi, thì mình chỉ xài vậy thôi, không mua thì không mua được cái loại này mua loại này nha. Loại này phải trộn trộn đường với muối, 40% đường, 5% muối. Ok. Ok, bây giờ mình đi nấu cơm ha. Ok, bây giờ mình bắt đầu trộn cơm nha, cơm nấu xong rồi đó. Ai mà có nồi cơm điện ở nhà thì dễ, biết nấu canh nước là dễ lắm. Nước mà gạo mới á thì bỏ nước ít, gạo cũ á thì bỏ nước nhiều một chút, mình nấu một lần mình biết rồi. Ok, cái này là mình nấu nồi lớn là bốn bốn giác gạo này, bốn lon gạo lớn này là mình lấy một lon giấm. Mình đổ đổ giấm vô gạo đó, đổ đổ giấm vô cơm đó, thì mình đổ đều như vậy đó. Ok, chọn chọn đều đó, khi chọn thì thấy cục cục lớn vậy không, mình lấy cái này giống như cây dao vậy, mình chẻ nó ra đó. Chẻ nó ra, sắc nó ra. Sắc cho nó đều, mấy cái giấm nó ăn đều với mấy hột cơm. Nếu mà nó không có tan ra mấy cục gạo này, mấy cục cơm này nó không tan ra, nó không có mùi vị bên trong. Thank you.
không cho nó đủ lắm. Chỉ lấy chỗ này thôi, khúc này giống như mình cây dao mình sắc sắc đồ ăn vậy, mình sắc nó ra mấy hộp gạo, sắc mấy hộp cơm nó ra, thì nó còn một cục á, nó không có ăn với dâm, không có đều. Xong mình lấy cây quạt, nhưng mà có cây quạt thì quạt cho nó cái mùi giấm nó bớt bay bớt cái mùi giấm đi, nhưng mà không có thì không cần. Okay. Để khoảng 5 phút mình trộn thêm một vài lần nữa, ít nhất mình phải trộn 4 lần cho cái cơm nó, thứ nhất là mình trộn cho nó cơm nó hòa tan với cái giấm, thứ nhì mình trộn cho nó cơm nó chắc lại, lát làm mình dễ làm. Ok, bây giờ mình chỉ cắt cắt sashimi lại làm sushi nha. Mình cá khoảng cái đầu ngón tay. Khi mình cắt á, mình không để con dao ngay chính giữa nha. Mình phải để con dao lên hết để cái khúc dưới nè, để khúc dưới này mình cắt. Khi mình kéo xuống tới cái đầu là nó đứt. Chứ mình để ngay giữa mình kéo không hết á, mình phải kéo thêm một đường á. Cá nó không có được đẹp nha. Ok, mình để ngay đây nè ha. Mình kéo xuống. Mình gạt ra đây. Ok. Rồi mình lấy cây đũa mình vớt lên ha. Chanh để lên trang trí, lại nhiều khi người ta ăn đồ sống ta cần miếng chanh. Giải cách làm sushi nha, sushi nigiri nha. Lấy miếng cá ra nè, cắt xéo xuống, để con dao lên hết từ dưới chứ không có để trên giữa, để lên hết. Mình cắt xuống, cắt tới phân nửa mình bẻ con dao lại cho nó có cái đường lằn đó, cái đường lằn để nó ăn với miếng cơm nè. Nếu mà cá mềm á thì mình không có cần, cái thịt mềm á mình không có cần để. Xong rồi mình chấm, trước khi mình làm á mình chấm cái tay vô nước. Nếu mình á, nếu mình quen á, nếu mình làm quen lâu năm á, mình chấm xong cái tay chấm nước xong á, mình làm nắm cái tay lại, giống như tay cùi, mình đập cái nước nó dằn hết, nó dằn hết cái tay mình, nó đều á, đồng đều, mình không có cần chấm, mình không có cần chà xung quanh cái tay. Ok, bây giờ mình lấy cắt hai miếng cá, mình lấy mình nắm lên hai cái ngón tay này, mình nắm lên mình để ngay bốn ngón tay này, bên tay này mình lấy cơm à, mình chét chút xíu vào sáp gì đó. Để cơm lên ha. Trước khi mình để cơm lên thì mình úp lại cái cơm, cái đầu ngón này nhấn lên đây, đầu ngón tay này nhấn ở dưới đây, rồi đè lên cái xong mình lật nó qua lại. Okay. Xong cái đầu ngón tay này cũng chặn lại cái cơm bên đây nè, mình nhấn nó một cái rồi vuốt nó một cái ha. Hai mình làm hai lần, mình xoay qua bên đây
mình không có xay vô, xay vô mình đụng vô này mình xay không được, mình xay ra, mình xay ra. Rồi cũng một thứ nè, mình nắm lại để cái ngón tay này trên đầu, để hai ngón tay này lên những cái nắm cái xong xuôi, nghĩa là cái này mình để cơm á, mình à, thấy không, thấy mấy bạn thấy cái cơm ở dưới nó bằng phẳng nè, nó không có dấu ngón tay, với lại ngay chính giữa còn miếng cá nè. Ok, làm lại một lần ha, chấm nước ha, đậm cái lấy cơm ha, lấy miếng cá, chứ không phải là dùng bên này nha, bên này nó bằng nha mấy bạn, bên này nó có đường hẻ để dính cơm nè, thấy không, nắm miếng cá nè. À, mình chét vào xóa vì lên mình để hộp cơm, nếu mà mình lấy cơm nhiều quá mình chét mình lấy bớt lại, rồi mình bắt đầu mình úp lại cái hai cái tay này, bốn ngón tay mình úp lại cái đầu ngón tay này chận lại, cái này chận ở dưới, này chận ở trên, không nhét đèn cái không, rồi lật nó qua, rồi đèn cái ở trên, đèn cái bên hông, xoay ra làm thêm lần nữa nè, để ở trên đó. Vậy là xong rồi. Thấy không? Đó. Cái này chỉnh, cái này úp vô những đầu, chỉnh ở trên đầu, những cái xoay qua, nắm lại những ở trên đầu, những cái. Vậy là xong. Nếu mà người nào làm quen á thì nó không có cần đè xuống, nó chỉ đẩy lên vậy thôi. Ok, bây giờ mình chỉ luôn làm ru ha, mình làm mấy cái ru. Ok, bây giờ mình bắt đầu chỉ làm cái California ru trước nha. Và mình nhúm nước ha, đọc cái ha, mình lấy cơm. Nó cơm khoảng nhiêu đây nè, để qua bên trái ha. Để qua bên trái, bây giờ mình để đẩy lên chút xíu đây. Để qua bên trái, bên tay trái mình đè, bên tay phải mình kéo nó qua. Okay. Xong rồi ở chính giữa mình kéo xuống. Xong rồi ở chính giữa mình đẩy lên. Okay. Rồi mình để mẹ lên, mình lật qua. Để hai miếng cua chính giữa. Nếu mà muốn ăn trứng cá thì bỏ ngay trứng cá vào đây. Để bỏ avocado rồi. Bỏ bơ lên. Xong á, mình lấy hai cái tay này, mình lấy miếng này dưới lên nè. Cái cảnh này á, mình nhét ngay đây nè, mình để ở đây. Nếu mà cảnh này mà để ngay đây á, thì nó lỏng, lúc mà mình cắt á, đồ nó dớt ra hết. Đó, nhét ngay đó. Xong á, mình lấy cái tấm chiếu mình xoay qua một lần. Rồi mình dớt hai tay đây, hai ngón tay ở bên hông mình vuốt một cái, ở trên cái này ở trên mình đè hai cái là xong. Ok, để làm lại một lần nữa đi. Chấm nước giỏ một cái lấy cơm. Nếu mà làm nhanh quen á thì đẩy lên đẩy xuống gì không, nếu mà chưa quen á lần đầu á thì để ngay chính giữa chứ. Kéo xuống, kéo lên, đẩy lên. Ok, xong rồi để nó lúc nó qua. Ngay chính giữa ha. Nắm miếng cơm ở đây, miếng cơm với xì vịt ở đây mình
đèn ở đây đó, chính nó chắc ăn rồi đó. Xong rồi mình mới lấy cái chiếu nó quấn qua đó. Một lần, hai lần, giúp hai lần là xong rồi, dở nó ra. Cái chỗ nói á, luôn luôn ở dưới đít nha. Ok, bây giờ mình chỉ làm cái ru nhỏ, cái cuốn nhỏ á. Mình làm là cái cuốn nhỏ, mình làm cái series ở ngoài, cái cơm ở trong. Luôn luôn là cái bên này nám nè, bên này nám mình để cơm, bên này láng á mình để hoài. Mình chấm nước, đập cái, lấy cơm. Cũng vậy nha, mấy bạn cũng để bên trái nè, hoài. Và bên phải, xong mình kéo xuống. Nếu cái này làm cơm ở trong á, đừng có để cơm ở trên, để dư một ngón tay ở trên này. Xong mình dậy mè lên, nếu mà ai ăn quà sáo gì thì mình chét lên, để đây mình chét lên. Để dưa leo lên, dưa leo mình sắc nhỏ. Ok, cái này thì mình lấy cái chiếu quấn luôn, mình để khoảng dư một ngón tay dưới cái chiếu nè, dư một ngón tay dưới cái chiếu nè. À, bắt đầu bốn ngón tay mình chỉnh cái dừa leo đây nè, mình quấn qua đè xuống nè. À, mình dỡ lên này thấy không, đè xuống là nó chắc ăn rồi. Xong mình đi thêm một lần nữa, qua lần cũng vậy ha. Hai ngón tay này vuốt ở bên hông, cái này vuốt bên hông, cái này vuốt hai ngón này để trên vuốt. Một lần, hai lần là xong, không có làm nhiều. Không. Cái này là miếng dưa leo á. Luôn luôn cái đồ nói là ở dưới. Ok. Ok, bây giờ mình cắt nha. Mình cắt á, mình lấy dao á, mình ngâm nước. Mình ngâm nước ha, thấy nước nó chảy xuống mà mình để thẳng lên, mình đẩy một cái, mình đập một cái trên bàn á, nước nó chảy xuống. Cắt lần nữa nè. Ok, nói lại. Cắt lần thứ hai. Lần thứ ba. Cắt sai miếng nữa. Đó, là California luôn. Mình cắt thêm lần cho bắt mấy bạn coi nè. Ngâm nước mà cái dao có nước nè. Đập cái trên cái tấm thớt nè. Nước nó chảy xuống nè. Chính giữa cắt ra. Khi mình cắt á, dao mình để trên không, mình cắt qua cái miếng xíu vịt rồi mình đè xuống là được rồi. Mình chỉ cắt qua cái miếng xíu vịt mình đè xuống là nó được. À, mình cắt qua cái nó đứt qua rồi chứ mình đè xuống cái là xong. À, cái này là cơm ở trong, cái California luôn là cơm ở ngoài. Đó, cái này là xong sashimi sushi với loại roll á. Đó. Mấy bạn cần thiết là nấu làm sushi là cái cơm nó phải nấu cho nó ngon, dựa gạo phải dựa cho nó trong hết mấy cái cám, rồi mình ngâm qua 2 tiếng mình mới nấu. Xong mình nấu xong ra mình trộn giấm. Cơm mình nấu á, mình phải nấu một lần mình mới biết cơm nó ít cần ít nước hay là nhiều nước. Nếu mà cơm mới á mình để ít nước thôi, cơm cũ thì mình phải để nước nhiều chút. Cơm mới tức là mới, nó mới lấy ở mấy cái farm về đó, nó mới lấy ở mấy cái nông thôn về nó bán đó, thì cơm mới. Còn nó để trong kho lâu khoảng 6-7 tháng là mình kêu là cơm cũ. Ok, chúc mình mấy bạn xin, nếu mà có gì email nha.